Thỉnh tượng Phật là từ trong chùa đem về, thờ ngày nào mà nhanh nhất là tốt nhất. Nhớ nghe, tượng Phật đang ở trong thùng. Như quý vị bây giờ mời Như Đức về nhà, quý vị để Như Đức vô trong cái thùng đem đi. Về tới nhà xong quý vị đi hỏi nhiều người khác: thầy ơi thầy, con thỉnh tượng Phật về, ngày nào là ngày tốt để con tôn tượng lên? Vị thầy đó nói rằng 5 ngày sau tốt. Những đức ở trong thùng nói: sao ông nói bữa nay tốt á? Bắt được hồi trong thùng 5 ngày sao mà tốt? Quý vị ở trong thùng 5 ngày tốt hay là ra ngoài liền tốt? Ra ngoài liền tốt. Hôm nay đem tượng Phật về là chúng ta đã chuẩn bị bàn thờ sẵn hết. Thí dụ như muốn đi thỉnh tượng Phật thì ở nhà đã trang trí bàn thờ sẵn hết trơn. Vừa đem tượng Phật về tới nhà là đem tượng Phật ra liền, có bụi bặm gì thì phui phủi cho sạch sẽ, rồi tôn tượng lên liền. Bắt đầu là kêu gia đình bằng áo chàng vô bật cái tờ phá niệm Phật, lễ Phật thờ rồi xong an vị Phật. Từ đó về sau như vậy mà tu. Xong rồi, tiện lợi ai cũng làm được. Không mà hướng dẫn kiểu này thì cũng đụng nữa, làm cho người ta ế. Có người nói Nhân Đức: ông hướng dẫn dễ quá, ông hướng dẫn kiểu này chắc tôi đói quá. Nhân Đức nói: hướng dẫn như vậy quý thầy sẽ không bao giờ đói, tại vì người ta tôn trọng Phật pháp thì tôn trọng quý thầy. Quý thầy cứ lo tu đi, ta cúng dường. Quý thầy lo tu, ta cúng dường. Còn nếu như mình đi làm việc để mà cho người ta cúng dường thì cái chuyện này cực quá. Người tu chúng ta là vô cùng tự tại, mình không cần làm người ta cũng cúng, chỉ cần mình lo tu thôi. Khi mà người ta gặp mình nói vài câu Phật pháp cho người ta nghe là có vốn rồi, để người ta cúng rồi. Còn nếu như thầy đi làm việc như vậy hoài, thầy không nói được cái gì, thì thầy phải đi làm cực vô cùng. Nhưng Đức chỉ có nói thôi đó, mà lo cho bao nhiêu con người, tại sao không nói đi? Hiểu không? Nói tao tôi biết nói gì. Tu đi rồi nói. Lễ Phật đi rồi nói. Đúng không? Tại sao ta lên là ta nói gì? Lễ Phật xong rồi nói. Quý vị phải nhớ nè, nói chuyện không phải là không nói được, mà là do cái ta mà không nói được thôi. Nhưng Đức chưa từng nghĩ Nhưng Đức qua đây nói cái gì. Chỉ có cái là dẹp cái ta đi thì nói thoải mái thôi. Khi dẹp cái ta là tự tánh hiện lộ liền, không nói chứ nghe. Cái ta mà đánh mất đi, cái ta cái ngã mất đi qua bên, thì trong lúc đó tự tánh hiện lộ. Trong tự tánh chúng ta đầy đủ hết trơn rồi. Đừng mắc cỡ, đừng ngại, đừng có cái ta, đừng có cái gì gọi là cầu khen cầu hay là sợ chê. Chỉ cần bước lên như vậy thì nói thao thao bất tuyệt. Còn nếu như có những cái thứ đó thì hoàn toàn chặn lại hết. Thì phải nhớ rằng mặt trăng thì là sáng, nhưng mây che, che thì che nhưng sáng thì sáng. Tự tánh chúng ta như mặt trăng mặt trời vậy đó. Còn mây là cái ảo bên ngoài thôi, ảo lại nhưng mà nó bay ra thì ánh sáng hé lộ. Từ nơi đó quý vị phải biết tự tánh chúng ta là sáng. Chỉ cần mây bay qua thì nó sẽ lé sáng thôi. Mây đó biểu trưng cho cái gì? Cái ta, cái ngã, cái chấp, cái nặng nề của mình. Nên cuối cùng tự tánh có sẵn mà không xài được. Nên chúng ta muốn xài tự tánh thì phải làm sao? Buông cái ta đi, khen chê mặc kệ người ta, cố gắng niệm Phật thôi. Thì tự nhiên có nhiều nói nhiều, càng nói càng biết, càng biết càng nói. Đúng rồi, đặc biệt vô cùng. Cư sĩ cũng nói được nữa, chỉ cần buông cái ta là nói được liền. Biết nhiều nói nhiều, nói càng nói càng biết à. Đây là kinh nghiệm 100% luôn. Nó ban đầu lên cũng nói nó không được xuông câu, nói sai chính tả tùm lum, nhưng mà nói viết rồi chính tả cũng chuẩn nữa, lạ ghê. Đúng là văn ôn võ luyện à, nói viết rồi tự nhiên chính tả chuẩn luôn vậy đó. Đâu phải là học gì đâu, nói với quen. Cái quen nhất là gì? Chứ công chúng không ngại, không có mắc cỡ. Mắc cỡ là nói không được. Quý vị gặp một con người nào đó thôi mà cái tâm trạng của mình nó bị ảnh hưởng, nhất là người nào người yêu. Hồi xưa nè, tôi còn mười mấy tuổi là tôi cũng quỷ ác đạn, muốn chọc con nhỏ dưới quê không biết nói cái gì. Cuối cùng viết ra mấy chữ, kêu mấy người lớn lớn chỉ viết mấy câu ai. Chọc mà viết chữ mới ghê chứ. Viết chữ xong về không ngủ, đọc thuộc. Đọc giờ không biết ai có làm chuyện này không. Đọc quá giờ đọc luôn. Đọc tràn lan đại hải. Đọc rồi đi nhẩm nhẩm cứ đọc hoài. Ba những đứa cũng nói mày bù bình tâm thần hay gì mày nhím dép bị tốt gậy.
đọc nhóm là anh gặp em sao bữa nay trăng sáng quá, nó cứ lum la, cứ nhóm đi cho thuộc. Trời ơi, nói quá trời nói luôn. Cái tự nhiên cái ra ngay chân cây cầu dán, tại chân nhà Đức đi ra có cây cầu, mà thường nhỏ nó cứ đi ngang cây cầu đó hoài, cái mình đứng ngay cây cầu, tự nhiên nó đi ngang mình, bước ra mình chặn đường nó hỏi có gì không. Yêu gu không biết nói gì, quên nó tiêu chứ à. Mình nói trời học hôm qua giờ đâu mất tiêu hết trơn rồi trời. Xong cái tự nhiên bỏ vào lái nè, có gì đâu, có gì đâu, không có gì thôi, tránh cái khác, tôi đi về, về đi. Xong cái ta đi về mất tiêu cái ngọn ngay cái cầu, cái nhớ lại nó, mày dùng cái thứ, mày là cái thứ vô duyên, cái thứ gặp chặn là không làm được trò trống gì hết trơn á. Mày lúc bình thường thì mày ngon lắm, mà mày gặp chặn là mày dở hạt, là không có được cái gì chứ. Hồi nãy giờ mày không nói, bây giờ mày nhớ tùm lum lạ, vừa gặp cái là quên mất tiêu là gì. Mắc cỡ nên quên. Nên những đức được một cái là không bao giờ ngại trước người ta đâu. Nên những đức tự tại vô cùng, thấy không? Nói bây giờ những đức nhìn quý vị vậy chứ những đức không thấy ai nhìn những đức chứ. Lạ vô cùng, thiệt á. Anh có nghĩa là cái cặp mắt những đức nó nhìn thấy quý vị vậy, nhưng mà những đức không thấy quý vị rõ ràng nhìn những đức. Nên những đức mới giảng được. Còn nếu như những đức có chú tâm một người mà đang nhìn nhau thì bảo đảm không bao giờ giảng được. Tuy cặp mắt những đức nó nhìn nhưng mà không thấy rõ ràng ai nhìn những đức chân á, thì mới giảng được. Nên tất cả những người chia sẻ Phật pháp mà tự tại nhất á, là trong công chúng đông mình thấy bao nhiêu người thấy hết trơn, cái gì cần thấy thì thấy, nhưng mà không bao giờ thấy rõ ràng cái gì ai hết, chỉ có thao thao bất tuyệt nói chuyện thôi, mà nhìn nhận tư tưởng gì chúng sanh thôi, thì giảng pháp tự tại lắm. Giảng pháp rất là tự tại. Tuy là nói những điều này đơn giản chứ học cũng không dễ đâu quý vị, nó đều phải có thời gian vô cùng lâu, có thời gian á, kiên nhẫn lắm, phải niệm niệm gì người rộng dữ lắm thì nó mới làm được gì. Đó là những việc quý vị thấy những đức kể cho quý vị nghe thấy rõ ràng luôn á. Nên mình mà gặp ai mà mình mắc cỡ là nó ngẹn chỗ này nè, nó ngẹn đây nè, lên nói là nó kỳ cục vậy đó. Chính những đức nhớ là ngày xưa rõ ràng luôn á, mình đã kết con nhỏ nào rồi là mình gặp nó mình nói không được, giống như nó hơn mình vậy đó, nó lạ vô cùng. Nên cái người học Phật là thật sự mà nói, nếu mà nói chuyện với nam với nữ người ta vẫn thương nhiều, tại vì họ dạng họ rất tự nhiên, từ cái tâm chân thật mà nói ra nhiều thứ. Còn mình ngày xưa không có chân thật, mình đi học bài yêu, trời ơi học muốn chết luôn, cuối cùng chặn đường người ta hỏi cái gì quên mất tiêu. Quên mất tiêu, người ta đi mất tiêu cái ngồi chân cầu dán nói cứ khơn mình tức. Tức cái cầm đắt liễn xong chủm tức quá trời tức. Vô duyên chưa? Nên từ nơi đó mình biết rồi. Nên con người chúng ta đó, khi gặp sự việc cần giải quyết là phải giải quyết. Thấy không? Cuộc đời con người, xin thưa với quý vị, cơ hội của cuộc đời con người đi qua khó lấy lại lắm. Nên những đức thấy rõ ràng là con người mình nó càng ngày càng lớn tuổi, càng ngày càng già, chứ không ai mà càng ngày càng trẻ bao giờ. Như vậy thì chúng ta nên dùng cái tuổi trẻ này làm một cái gì đó trong cuộc đời để cho nó có ý nghĩa chứ. Thấy không? Nên gặp Phật pháp là cái ý nghĩa tu phước tu duyên đặc biệt nhất. Nên thờ Phật đơn giản nhất thôi. Cái quan trọng nhất của quý vị là ở nhà mỗi ngày tu. Đây là đại an vị của mỗi ngày. Đơn giản mà đặc biệt. Đại an vị đó nghe. Ngày nào cũng an vị Phật hết chứ nghe. Còn này quý vị an vị Phật rủ một số người, rủ nhiều người đến làm an vị lớn, xong rồi để ngôi tam bảo lạnh tanh, vì thú ơi thất bại. Không bằng là an vị đơn giản nhưng mà có phương pháp tu. Rồi ngày nào rảnh, cứ lúc nào ngày nào rảnh cứ bước vô nhìn Phật. Nhìn Phật là có cái phước của nhìn mà Phật nghe. Nhìn Phật là có phước đó. Nhìn Phật giết mắt đẹp lắm. Nhìn Phật giết mắt đẹp lắm. Con mắt mình mà nhìn tầm bậy giết nước mắt mình nó kỳ cục giống bù lạch ăn. Thấy không? Bây giờ mấy ông mà đi nhìn vợ người ta giết đi mắt mấy ông bị cận thị sớm liền. Chuyện giờ ẩn chờ có mà. Có một vị tăng đó, vị tăng Việt Nam mình á, sanh ra xấu, lùn xấu. Vậy mà đi đưa vô chùa tu, người thầy này là bậc tu cũng cao nhân chứ không giỡn đâu. Nó nhiều người ở trong chùa xem thường người này xấu quá. Vị tăng nó bước vô gặp vị này cái nói một câu: đừng xem thường nó,
Đời trước là hòa thượng, đời này cũng hòa thượng, nhưng đời trước tu gặp gái nhìn quá nên đời này chịu nửa đời mắt mờ, nhưng do dịch thuật kinh điển nhiều nửa đời sau mắt sáng. Nói có sách vở chứ đâu phải giỡn đâu trời, thấy không? Nên mình nhìn vợ nhìn chồng người ta giết thì nhân quả nó vẫn bị con mắt của mình, không được sát. Quý vị biết rằng là năm 27 tuổi mắt như nó bị cặn, bị cặn. Khi nấu ăn đi đo độ mắt, đo đi khám sức khỏe thì đo độ mắt luôn, thì bác sĩ nói mắt bị cặn à. Thì người ta kêu mình đo mắt, làm mắt kiến đeo vô. Mình nói trời là trời, cái mặt của mình nó xấu nó hô, bây giờ mình đeo mắt kiến cái nữa nó kỳ cục gì đâu. Trời ơi, thấy nó vô duyên vậy đó. Thôi người ta mặc còn được đeo mắt kiến, thấy mặt mình kỳ cục có đeo mắt kiến sao mình thấy kỳ quá. Thôi về không đeo luôn, không đo không gì, không đeo. Năm 29 tuổi đi tu. Vậy mà đi tu đâu 2-3 năm sau con mắt nó sáng ác đạn. Tới giờ mắt nó còn nhằn sáng. Mắt sáng vô cùng luôn, đâu có đeo biết cái căn tị gì đâu. Phải chỉ đeo là dính thôi, đeo là dính tới giờ luôn. Bây giờ lên giảng là mắt cận thị à. Không mà con mắt nó đeo kiến là nó không có cái cảm xúc nhìn người bằng con mắt bình thường đâu quý vị. Khi con mắt bình thường thì mình nhìn nó có cái cảm giác sâu sắc hơn. Khi mình nhìn ai mà con mắt bình thường mình nhìn nó đặc biệt hơn. Còn qua một lớp kính thì nhìn mình đâu thấy con mắt người đó long lanh gì đâu, thấy không? Hay gàn rồi mình cũng không thấy luôn, thấy không? Nên từ nó con mắt bình thường vẫn là hay. Nên tu có thể chuyển nghiệp đó quý vị. Tu chuyển nghiệp đó, chuyển. Tại vì bây giờ mình đổi là nhìn Phật nhiều đi, nhìn Phật nhiều thì mắt mình thì sao sáng. Rồi lỗ tai mình nghe danh hiệu Phật, lỗ tai thính liền à, hiểu không? Mắt nhìn tầm bậy, lỗ tai nghe tầm bậy là chắc chắn lỗ tai này mau hư, mắt mau mờ, chắc chắn luôn đó quý vị. Tập lại đi. Trong tất cả các công đức niệm Phật, lễ Phật, nhìn Phật thì cái công đức mà nghe danh hiệu Phật là lớn nhất. Nên trong kinh giáo Đức Phật nói là pháp thể cõi này thanh tịnh tại nghe ầm. Nghe ầm. Nên Ấn Tổ ngày nói niệm Phật phải nghe danh hiệu Phật là như vậy đó. Nhưng ban đầu mình chưa làm được thì nghe được nhiều, nghe từ từ nghe nhiều, thấy không? Nó làm sao thoải mái nhất thôi. Đó là đặc biệt nhất đó quý vị. Hôm qua có một cái cô này ở miền ngoài cô viết cho Nhật Đức lá thư. Khi đọc lá thư, bởi vì Nhật Đức nói Nhật Đức khuyên mấy cái bà mà chồng bỏ chồng chê này nhiều lần lắm. Bởi vì thấy chưa? Thí dụ như bây giờ chồng bỏ chồng chê đi, mình nói chồng bỏ chồng chê chứ thật sự là hết duyên đi. Mình nói chồng bỏ chồng chê vui vui một chút chứ đừng nên buồn. Chồng bỏ chồng chê thì cô này con đời chồng khổ vô cùng, sanh được 2 đứa con quá khổ. Xong cái quyết định bỏ nhà đi, bỏ nhà đi xong cuối cùng gia đình tìm được cái về làm giấy để mà ly dị, hai chồng ly dị. Thì 2 đứa con, đứa trai theo cha, gái theo mẹ. Rồi thời gian cô gặp thêm một người nữa, trong lòng cô nói rằng là hữu hỷ cái tuổi già. Tại vì nghĩ rằng cuộc đời có người mà nhà mà không có đàn ông như nhà không có cục cái. Nhưng Đức nói lại một câu nữa, đàn ông mà vô dụng thì cục cái này làm gì? Hiểu không? Nên thà mình làm đàn bà, mình làm cục cái cũng được. Thì ngày xưa có những người phụ nữ người ta cũng làm vua mà, đúng không? Vua là cục cái. Có những người phụ nữ cũng làm vua, quý vị có không? Nó nhiều người phụ nữ làm vua từ đất nước Trung Hoa, đất nước chúng ta cũng có. Nên chúng ta học đạo rồi, bây giờ mình là người phụ nữ cũng làm cậu cái được đi, dạy con được sao không được. Nhưng mà chúng ta không phải kêu người ta bỏ chồng bỏ vợ, mà là con người đến với nhau là duyên, khi hết duyên thì xa, hiểu không? Nhưng mà giờ chúng ta học Phật thì có sự chuyển nghiệp đi, chúng ta nên nhận thức đi, chứ đừng có đã một lần vấp ngã mà chúng ta lại tiếp tục thêm một lần chi. Thì cô này cô bước thêm bước nữa, thì sau này ban đầu thì cũng thương, sau này cô đẻ thêm đứa con nữa, thì người chồng của cô, sau này đứa con gái của cô lớn lên chút thì chồng cô lại chọc ghẹo đứa con gái của cô. Thì cái thằng con mà nó sống với cha nó cũng khổ, nó quay về sống với mẹ trong một gia đình. Ban đầu thì người cha ghẻ này cũng không chấp nhận, đối xử nó tệ quá, nó mang tâm quán hận.
Nên như Đức khuyên tất cả những người chấp nói, bây giờ con mình thương, con người ta cũng có cha mẹ, nó đã bất hạnh rồi, nó sống với cha dượng hoặc mẹ ghẻ, nó đã bất hạnh rồi. Chúng ta phải đem một cái tình cảm gì đó đến với nó để nó trở thành con của mình. Một con người biết dùng con người là biết thương con người sẽ dùng được con người. Không có nói đó là con ruột hay con rẻ gì hết. Chỉ cần chúng ta thương nó thì nó coi mình là cha ruột à. Nó có thể lấy họ mình luôn, cho quý vị biết. Chúng ta hãy mở tâm mình ra đi. Bây giờ nếu bản thân mình là người xa cha hoặc xa mẹ mà bị cha dượng hay là mẹ ghẻ đối xử tệ bạc, bản thân chúng ta làm sao? Tôi ngày xưa tôi đi làm tôi bị người ta hắt hủi chửi mắng nè. Tôi phát lên một cái tâm rằng tôi sau này khi tôi mà ở trong đây mà quen rồi, người mới vô làm tôi sẽ hướng dẫn người ta liền. Tôi không bao giờ để cho người ta giống tôi ngày xưa. Có người phải như vậy, phải có tâm đó mới được. Đối xử với con ghẻ tệ bạc, đó là cái hành động không đặc biệt. Nó đã thiếu thốn tình cảm. Mình đến với nó bằng cái tâm chứ à. Thì nó là con của mình rồi. Chúng ta đẻ đứa con từ khi còn nhỏ mới có được đứa con lớn, từ từ nuôi mất thời gian. Bây giờ mình cưới vợ cái mình có mấy đứa con lớn, mình phải thương nó nhiệt tình để rút hoàn toàn thời gian nuôi con lại, nó trở thành con ruột của mình. Sự tôn trọng đó nó dành cho mình còn hơn là con ruột của mình dành cho mình. Vì nó thiếu thốn tình cảm, mà mình đặt tình cảm vào nơi thiếu thốn thì đặc biệt vô cùng. Đúng không? Quý vị phải biết người ta đang thiếu thốn tình cảm, phải đặt tình cảm vào chỗ đó chân thật, không có tâm dụ dỗ gạt người ta. Thì đó là cái sự mà làm cho người ta hoàn toàn bỏ mạng gì quý vị đó. Không? Như con người đang thắt thế xa cơ, đúng không? Quý vị chỉ cần vớt người ta một cái thôi là cả đời người ta phải cảm ơn quý vị. Cái đó là cái quan trọng, nên giúp người lúc hoạn nạn là việc cần lắm quý vị. Không? Rất là cần. Đó. Thì quý vị biết rằng là cuối cùng thì sống với nhau thì khổ. Khổ biết bước thêm bước nữa vẫn khổ. Rồi con mày con tao tùm lum tùm la, rồi vợ chồng ly thân nhau luôn. Tiếp tục lần thứ hai ly thân. Rồi bắt đầu sau này ổng vẫn tới tới lui lui. Còn thằng con trai con của cổ 16-17 tuổi nó chửi ổng, nó ghét ổng và nó mắng giết mẹ nó luôn. Nó chửi mẹ nó luôn. Bà đau lòng vô cùng. Nên những đứa khuyên tất cả những người làm con, cha mẹ mình là cái duyên nghiệp của cha mẹ mình, có bổn phận mình làm con là chuyện làm con của mình. Đừng bao giờ đặt cái lý do rằng cha mẹ của tôi đến với người này người kia, tôi xem thương cha mẹ tôi. Không có cha mẹ mình làm sao có mình. Cái chuyện của họ làm là cái nhân quả của họ. Còn cái chuyện mình làm con là cái chuyện đối đáp với cha mẹ, là có tâm, hết lòng, bổn phận làm con, làm trách nhiệm làm con. Có quyền khuyên cha mẹ nhưng không có quyền chửi cha mẹ. Có quyền khuyên nhưng không có quyền chửi, nhớ không? Chửi là tội đó, bất hiếu đó, cho gì biết. Có ai muốn lấy đắt chay vào mặt mình bao giờ đâu. Nên trong cái cuộc đời này có khi chúng ta sẽ bất chợt làm sai. Không có ai muốn lấy đắt chay vào mặt mình bao giờ quý vị. Chúng ta chỉ được quyền khuyên chân thật bằng tâm, chứ không có được quyền cười chê người khác. Phải nhớ đó. Nên từ nơi đó mà những cái bài học này mở rộng ra nhiều người nghe. Đúng không? Nên những đức khuyên tất cả những hàng Phật tử quý vị ơi, mình có chồng mà xa chồng thôi, ở vậy đi nghe. Về đây tu từ từ, rồi nuôi con khôn lớn hết trơn, rồi có gì vô đây ở. Cuộc đời còn lại nó vẫn ý nghĩa hơn. Chứ bước thêm chi nữa cho nó mệt. Biết hết trơn rồi còn gì nữa. Nó chẳng là như vậy thôi, có gì đó. Nên giữ bình thường cái tâm, được vậy đó là phải đi đến chùa. Chứ không đi đến chùa là thế nào cũng dính à. Thì cô này cô nói rằng thật sự cô có muốn ở vậy chứ không muốn có chồng nữa. Nhưng mà ngoài đời xã hội đi làm này kia, cuối cùng cô gặp người này người kia nói chuyện này chuyện nọ, với cô kìm tâm được. Rồi có khi cũng vui vui chỉ một lần, rồi lỡ dính luôn. Không, vui một lần lỡ dính luôn. Lâu quá không có gì cái tự nhiên thử một lần coi sao. Dính luôn. Vô duyên ghê. Gần lần rồi lần hoài luôn.
không? Ghê thiệt chứ. Nên từ nó thôi mấy bà đến chùa là chắc ăn nhất. Chùa nghe Đức giảng pháp hoài nó yên tâm, đúng không? Với mình cũng được tự tại nữa quý vị. Mình lúc mà mình có chồng mình thấy không? Ta nói câu người xưa nó có chồng như gông đeo vào cổ. Vậy mà ai mà không phải có chồng? Biết rằng là gông đeo vào cổ nhưng con vẫn thích cái gông này thầy ơi. Nhưng mà cái gông này nó buông mình ra thì mình phải có cách mình sống cho nó tự tại. Mình nhìn nhận cái lúc mình có chồng mình khổ và bây giờ mình không có chồng mình tự tại. Cái tự tại của mình là nghe Phật pháp chứ không phải tự tại mà đi ăn chơi. Không phải là đi ăn chơi để cho không ai câu thúc mình là thoải mái. Cái thoải mái đó nó đi vào tiêu cực á, hiểu không? Còn mình nghe Phật pháp mình sống tốt trong đạo, mình tu hành, mình nuôi con đàng hoàng, con nó tôn trọng mình. Mình phải đàng hoàng, dù cực khổ cỡ nào thì cũng nói với con rằng mẹ kiếm không được nhiều tiền đâu. Con đã dặn cảm giác rằng mẹ kiếm không được nhiều tiền, cha kiếm không được nhiều tiền. Chứ không phải là mình á, mình đem cái thân mình đi kiếm tiền tầm bậy để mình nuôi con, mình lo cho con mình. Đây là cái việc sỉ nhục lắm. Con mình sẽ rất là mắc cỡ khi có người mẹ, người cha như vậy, hiểu không? Nhờ phải giữ bản thân mình đàng hoàng. Giữ bản thân mình đàng hoàng để nuôi con đàng hoàng. Như vậy thì con nó rất là tôn trọng mình, về sau con của mình cỡ nào cũng lấy mình làm tấm gương. Hiểu không? Nó chứ không phải là mình xa chồng rồi cái mình đi uống cà phê cà pháo, đi chơi đầu này đầu kia với mấy ông đàn ông này nọ, không có nên. Cái việc này phải suy nghĩ kỹ chứ. Con mình nó biết được nó vẫn là mắc cỡ chứ. Như cái thằng con trai kia là nó tức. Mẹ nó đi bước thêm bước nữa rồi thằng ông trai dượng này lại chọc ghẹo em nó tức nó hận. Nhưng những đứa khuyên là đừng có hận cái tâm chi. Cái gì nó cũng có cái nghiệp duyên của nó chứ. Với mẹ mình còn nặng tình mà mẹ mình không buông được mà. Mình làm con thì mình nên sống làm sao để cởi mở chứ. Nếu không á, một đứa con cả đời của nó bị tiêu cực luôn đó quý vị. Nhiều đứa con vì cái sự oán hận gia đình mà nó trở thành một đứa con sống hư hỏng luôn. Nhiều đứa con hư hỏng toàn là do vợ chồng không hạnh phúc. Toàn là do vợ chồng không hạnh phúc. Còn nếu như mình còn trẻ, mình thấy cái mồi, mình không thể nào sống như vậy cả đời được, thì chồng của mình nó vẫn chưa có vợ, thì có dịp rủ nói chuyện lại nhau. Nói chuyện lợi nhau để bàn việc bây giờ con mình nó không có cha không có mẹ. Chúng ta là người nghe đạo biết tu hết trơn rồi, suy nghĩ lại đi. Bây giờ chúng ta không vì mình mà vì con mình, hiểu không? Cái này là cái vẫn là một con người đặc biệt đó quý vị à, hiểu không? Nên từ nơi đó Phật pháp nó hay lắm, nó đều có cách xử lý hết trơn á. Con người sống trong cuộc đời này đều có việc gì đến với mình có thể giải quyết được hết. Không có việc gì mà không giải quyết được, vì nhớ nghe, cái việc mà không giải quyết được là do mình tự bế con đường của mình là không giải quyết được. Không có ai ngăn con đường của mình đi được cả, chỉ có chính mình là người ngăn con đường của mình, chính mình là người chặn con đường của mình đi không được thôi. Nhớ đó nghe. Bây giờ khổ vì chồng, vì con, vì vợ, vì con, cỡ nào cũng có lối thoát hết trơn à. Lối thoát là gì? Từ tâm của mình vui vẻ nở là xong thoát được rồi. Cái thoát của tâm mới là thoát. Cái thoát của thân mà tâm buộc không phải thoát đâu. Cái giải thoát của Phật pháp dạy là từ tâm mà thoát. Từ tâm mà thoát, nhớ nghe chưa? Đó. Trời, những bài chia sẻ này nó sâu sắc vô cùng, thấy không? Đó. Rồi bây giờ mình nghe Phật pháp rồi mình coi lại cái xã hội nhiều người, đúng không? Tuy giàu nhưng mà anh em lại bất hòa với nhau vì tiền bạc. Trời, anh em mà đấu đá với nhau giành giật của cải. Chúng ta tin chúng ta có phước rồi, anh lấy hết đi. Cuộc đời của em dù nghèo nhưng em sống vui đó, anh lấy hết đi. Vợ mình nói ông ngu hơn cái gì. Tiền bạc của cha mẹ để lại chia để anh chưa. Nhà người ta giàu, nhà nghèo muốn chết xạo. Em nói làng hoàng không được, nghe chưa? Cái miệng bếp xếp coi chừng. Đúng không? Chuyện của tôi làm tôi biết, đúng không? Đó. Nhưng mình phải có bản lãnh một chút. Chứ mình làm biến, làm nhét mà để cho người ta luôn vợ nó chửi là phải không? Mình mà lo được cho gia đình đi thì việc gì mình cũng giải quyết được vấn đề, đúng không? Ở đây những đức lo cho chùa được, những đức nói chuyện mạnh, thấy không? Chứ mỗi ngày những đức xách giỏ đi đầu này đầu kia để cho họ đói mà nói họ vượt cầm dao, họ vượt mình. Cắt lỗ tai luôn chứ đừng có nói. Tóc bây giờ không có, nó dứt lỗ tai. Hiểu không? Nên tự nó lo cho ta được, có nói chuyện mạnh dạn. Đúng quý vị? Nên mình là người đàn ông trong gia đình, phải lo gia đình đàng hoàng. Cuộc sống gia đình mình phải lo đàng hoàng.
Cái đó là trách nhiệm rồi, rước ta về mà. Rước ta về thì phải lo cho người ta. Còn trách nhiệm của đàn bà là phải lo gia đình đàng hoàng, vậy thôi. Trách nhiệm người đàn ông thì lo việc kinh tế đàng hoàng, nhiệt tình. Mà về nhà cũng là một đàn ông gương mẫu nữa. Đã học Phật rồi là đàn ông gương mẫu luôn, gia đình luôn, xã hội, gia đình đều là gương mẫu. Gương mẫu cái gì? Chúng ta đừng đòi hỏi cao quá. Bây giờ đi làm về rảnh đừng có kêu tao pha cà phê, đừng có đi bắt người ta dọn cơm. Thôi em mệt em nghỉ đi, để anh, để anh dọn cơm anh ta, em đi ngủ đi. Vậy đó mà nó tò tò đi theo vậy đó. Nó đã thương rồi, bây giờ bị kêu nó không dọn cơm nó cũng tò tò đi theo, nó bưng chén bưng bát. Còn bị kêu dọn cơm pha cà phê thứ gì đó làm được nhiêu mà xạo ghê. Nè ăn đi, tôi đi ngủ. Nó đâu có thương mình đâu. Còn mình làm như vậy, nó thấy như vậy, nó thương, nó cảm động. Mình vô mình dọn cơm thì đi theo để em phụ cho. Thấy tình cảm vợ chồng chưa? Rồi bắt đầu là mình nó làm phụ mình bao nhiêu chuyện gì, nó thương. Đã thương rồi thì nó sợ mình cực, thấy không? Còn mình ra vẻ đàn ông này cái kia là nó không thương, nó ghét. Sau lưng nó chỉ trích mình à. Không, vậy là thua, thấy không? Nên người tu hành, người đàn ông cũng làm được tất cả những việc người phụ nữ làm. Chỉ có một việc không làm được là đẻ không được. Chịu thua ha. Chỉ có cái việc đẻ không được là chịu thua với mấy bà thôi. Chứ tất cả những việc gì trong cuộc đời này người đàn ông vẫn làm giỏi, không phải dở. Quý vị coi nhà hàng nhiều thợ nấu toàn là đàn ông không đó. Người đàn ông là người nấu ăn ngon. Chứ quý vị biết nhà hàng toàn là bếp chính là gì? Đàn ông. Vậy thì mấy ông phải nấu đồ ăn cho vợ mấy ông ăn. Tại vì sao? Nấu cho vợ ăn được thì mới là người đàn ông đặc biệt. Mình nấu đồ ăn cho vợ mình ăn được thì mình không sợ bị đói. Tại vì mình nấu ăn được mà sợ bị đói gì? Ông nương người ta không có ngày người ta bỏ mình rồi mình sao mình nấu ăn được? Nên con người phải có bản lãnh. Đó, đặc biệt là như vậy. Thấy người ta phơ đồ không kịp, lỡ phơ đồ phụ không nói dòng dôi. Đàn ông cũng làm gì nữa. Nhưng mà lúc mạnh mẽ là mạnh mẽ rõ ràng. Nói chuyện quyết đoán là quyết đoán. Còn làm được việc phụ nữ, làm được. Vậy người ta mới nể mình chứ trời. Bây giờ quý vị coi những đứa lo cả chùa này luôn đó. Đối với mấy cô những đứa lo từng chút, từng chút, từng chút, từng chút đó. Mà nói chuyện một phát một mạnh dạng quyết định là quyết định liền đó. Nên người ta sợ chứ. Chứ đâu phải nói cho đàn ông gì đâu mà làm chuyện đàn bà gì cũng hèn đấy chứ. Không dám hèn đâu. Cái đó mới là cái thế mạnh cực kỳ mạnh luôn. Cái mạnh đâu phải là chỉ có vũ bảo không đâu quý vị. Có khi một dòng sông im điềm vẫn vô cùng mạnh đó quý vị. Nên từ nơi đó con người ta phải lượng trong cuộc sống. Vậy thì Phật Pháp quá tuyệt vời rồi. Nó quá hay rồi. Đây là tư tưởng lối sống trong cuộc đời đó quý vị. Ai cũng là người để phải quan tâm cho nhau hết chứ. Sự quan tâm là sự thích nhất của cuộc đời con người. Nên sống với nhau nên quan tâm cho nhau. Sống với nhau nên quan tâm cho nhau. Bây giờ vì đi về chùa này bằng đêm ngủ không có mền gói gì chứ. Nhưng mà tại sao người ta thích về đây? Tình cảm con người. Bây giờ đông gì bây giờ làm sao mà lo hết tròn vẹn đây quý vị. Khó quá đúng không? Nên kỳ này qua lễ, trước nhất là những đức phải giải quyết khoảng 1000 chiếc chiếu. Trước nhất đi, xử lý mấy cái kho luôn thử hay sao. Rồi xong là khoảng cỡ vài ngàn cái mền, vài ngàn cái gói luôn thử hay sao. Chuẩn bị đưa lên kho, đóng kho để đó luôn. Mai mốt lễ vía tới người ta về, ít gì cũng cho người ta có cái nằm chứ trời. Phải hết lòng thôi. Nhưng mà cái lượng Phật tử chùa mình không biết bao nhiêu mà đủ đây. Nhưng mà 4 năm chùa như đức mua, như đức giải hết 4 năm điểm tới khi sử dụng đem về đây. Chứ bây giờ mà để đây hết chắc mấy cái phòng này để đồ không quá, thấy không? Nên từ nơi đó mình cũng phải hết lòng quý vị ơi. Chứ thấy người ta nằm mà không có chiếu mền gói, thấy cũng tội nghiệp ghê. Nó thật sự mà nói mình cũng phải hết lòng. Bây giờ đông quá phải cố gắng thôi. Nên mong rằng quý vị đi về đây mình nghe Phật Pháp, mình tu, mình có thể áp dụng Phật Pháp vào cái cuộc sống gia đình mình. Nhất là cái pháp môn niệm Phật này là pháp môn đại thù thắng. Pháp môn niệm Phật này gặp được rồi là gặp báu vật vô giá, nghe chưa? Dù là cuộc đời này nghèo cỡ nào nhưng gặp được pháp môn tịnh độ là không nghèo. Niệm Phật hiệu là không nghèo. Nhớ 100% luôn. Nên gia đình mà đều biết ăn chay niệm Phật hết đi, gia đình này tự nhiên sẽ đặc biệt liền. 100%.
Nên mỗi một con người chúng ta nghe Phật pháp gì có nhiều tư tưởng đó, về nghe lại đi. Nó có khi mà rồi quay gì thấy mình trong đó rõ ràng luôn. Nên những đứa kêu mấy chú quay phim quay Phật tử đồ cho người ta thấy, người ta khi coi à, kìa tôi đúng không? Cái cảm giác quay được mình thích chứ bộ, giỡn đâu. Nên khi ngồi ăn cơm đồ quay lại hết cho người ta, ngồi ăn cơm đồ cái mấy bà ăn cơm gặp mình lại quay phim cái A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, quay lại hết, lấy những cái dữ liệu đó làm phim lại cho người ta coi. Cái cảm giác người ta coi người ta rất là vui, mình làm sao mà cho người ta cười được chút là mình cảm thấy thích rồi. Trong cuộc đời mà mình giúp cho người ta cười là ngon rồi, hài giúp cho người ta cười nhưng mà lấy tiền, mình giúp cho người ta cười không lấy tiền thì là có gì? Công đức. Nên quý vị phải nhớ là giúp cho người ta cười thì trước nhất mình phải là người biết cười. Giúp cho người ta cười thì mình phải là người biết cười. Mình không biết cười sao giúp người ta cười? Bây giờ vì không cười được sao giúp ta cười đây? Mình không vui sao nói cho người ta vui? Mình không an tâm sao nói người ta an tâm? Mình không tu sao kêu người ta tu? Mình không tu tịnh độ kêu người ta tu tịnh độ sao được? Mình không tin tịnh độ sao nói tin tịnh độ? Phải tin tịnh độ và phải tu tịnh độ thì mới khuyên người ta tu tịnh độ và tin tịnh độ. Nó nên nó rất là rõ ràng. Những đức tu quý vị thấy rõ ràng không về? Thấy rõ ra không? Về thấy tu chung rõ ràng nên ta tin. Đó, tu kịch liệt luôn người ta tin. Bây giờ mình có gớt đại tại chỗ người ta cũng tin mình. Ông nhiệt tình quá. Một ngày mà cần cổ nói chuyện như vậy, tối phải lễ như vậy, đúng không? Mà Phật gia hộ đúng là cái tiếng này à, tiếng Phật gia hộ, đúng không? Chứ cái tiếng ai mà nói chuyện, những đức nói bảo đảm quý vị 100% luôn. Quý vị đi tìm hết thì những đức nói bảo đảm chắc chưa có vị thầy nào mà chia sẻ Phật pháp và lễ Bồ Tát Quán Thế Âm cái cách này đâu quý vị. Chắc chắn luôn. Những đức đi tìm hiểu hết chưa có thấy luôn đó. Chưa có thấy một cái ngôi chùa nào, một ông vị chủ trì nào mà ổng có thể giảng pháp cho quý vị nghe một ngày 3-4 lần và tu luôn chung, rồi tối lễ Bồ Tát Quán Thế Âm luôn mà suốt 3 ngày. Một ngày cũng chưa có nữa. Một ngày cũng chưa có. Ngày xưa những đức thấy rõ ràng một vị thầy giảng pháp rất hay, lễ Bồ Tát Quán Thế Âm rất đông, nhưng chỉ đúng một buổi giảng thôi. Tất cả những thời khác đều là mấy người đệ tử ra hướng dẫn tu thôi. Còn chỉ đúng một buổi giảng có một buổi chiều rồi lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Vậy thôi. 1-2 lần là dữ lắm rồi. Đó là cái rõ ràng. Ở đây là quý vị biết rằng chúng ta được cái gì? Nhiệt tình. Nhiệt tình. Nhiệt tình là một tư tưởng của một con người thành đạt. Chỉ cần nhiệt tình, quý vị nhớ cái câu nghe người xưa nói nghe. Ta vì thiên hạ vì ta. Nếu thiên hạ vì ta thì ta mới thành đạt trong cuộc đời. Nếu thiên hạ đều trở mặt với ta thì làm sao cho thành công được sự nghiệp lớn lao trong cuộc đời. Muốn làm được việc lớn lao trong cuộc đời thì phải căng thiên hạ. Mà muốn căng thiên hạ thì phải vì thiên hạ. Vì người ta rồi người ta mới vì mình. Muốn kết duyên với con người là phải vì người ta. Muốn có được sự nghiệp là phải đưa sự nghiệp cho người trước, mình mới có sự nghiệp. Bây giờ lo nhiệt tình, đừng có cầu cái gì hết thì người ta đến với mình thôi. Hình như là tất cả chúng ta nhiều người sống trong cuộc đời này, mình rất là mong muốn thay đổi số mệnh cuộc đời. Nên có nhiều người không biết cách nào thì đi nhờ thầy bói coi cuộc đời của mình như thế nào. Thầy bói coi họ lấy tiền của chúng ta, chúng ta đi nhờ họ coi cái số mạng cuộc đời mình để chỉ mình cách làm sao để mà hóa giải những kiếp nạn. Mình càng đi coi đông chừng nào thì mình càng giúp cho họ mau làm giàu chừng nấy. Còn bản thân mình thì tiền mất tật mang, không được kết quả gì. Nên Phật dạy một câu rất là hay: muốn biết nhân đời trước xem quả báo đời này, muốn biết quả báo đời sau thì xem nhân đời này. Nên cái đề học tập của chúng ta là thay đổi số mệnh cuộc đời từ tâm mà làm. Những đức coi câu chuyện của tiên sinh Liễu Phàm, ngài có thể thay đổi số mệnh.
Khổng tiên sinh là một vị thầy bói mà có 102 ở thế gian này. Có thể chấm tử vi mà nắm rõ như trong lòng bàn tay luôn vậy đó. Bây giờ tiên sinh Liễu Phàm không muốn tin cũng phải tin. Tại vì suốt hơn 20 năm nó nằm y rang số mệnh của ông. Khổng tiên sinh coi rõ ràng hết luôn, không có chút gì sai. Thì tiên sinh Liễu Phàm cuối cùng tin 100%, nhưng ông không biết cách gì để thay đổi. Tin nằm im như vậy luôn, như là không cần vọng tưởng suy nghĩ gì nữa hết luôn, cũng không muốn làm cái gì luôn, tại vì số mệnh đấy là như vậy rồi, cứ theo số mệnh tự nhiên luôn. Nghĩa là coi cho ông là học sao, thi đậu làm sao, rồi làm quan sao, chết giờ nào, bao nhiêu tuổi chết, số mệnh không có con trai, không con gì hết luôn, giờ nào chết rõ ràng hết luôn. Chịu hơn 20 năm y rang như vậy hết, không khác chút nào. Thì tiên sinh Liễu Phàm buồn chán vô cùng, và giống như người như cục đất chứ, đi đâu ngồi đó, nằm đâu nằm đó, ngồi đâu ngồi đó, cứ gì đó buông trôi số mạng, không có cần suy nghĩ gì. Con người mình đã như vậy rồi, sau này có được nhân duyên gặp người xuất gia, đó là ngài Văn Cốc Thiền Sư. Thì ngài Văn Cốc Thiền Sư này là bậc cao tăng đắc đạo ở một ngôi chùa. Khi ngôi chùa đó thịnh vượng quá, ngài đi lên núi cao, ngài ẩn cư, ngài có quy tắc người đến gặp phải được ngài chấp nhận là qua cái công đoạn là ngồi thuyền 2 tiếng đồng hồ. Ngồi 2 tiếng đồng hồ không được duỗi chân ra, phải ngồi nghiêm túc, ngồi được 2 tiếng ngài mới tiếp. Còn ngồi 1 tiếng rưỡi mà không được thì đi về, không tiếp. Thì tiên sinh Liễu Phàm này đến gặp, đưa lên quy tắc như vậy, bắt đầu ngồi, nói 2 tiếng à, 2 tiếng thì chắc không ăn thua gì. Thì ngồi với ngài Văn Cốc Thiền Sư 3 ngày 3 đêm. Ngồi 3 ngày 3 đêm quý vị nghĩ đi, khi mà xuất thiền ra thì ngài Văn Cốc Thiền Sư ngài nói một câu: cả đời của ngài tu hành chưa từng thấy một vị cư sĩ nào mà có công phu sâu như vậy. Đây gọi là công phu số 1, công phu của các bậc thiền sư. Thì tán thán tiên sinh Liễu Phàm, ông học từ đâu mà công phu sâu như vậy. Thì ngài Liễu Phàm ngài nói rằng không có công phu sâu gì hết chứ, số mệnh cuộc đời tôi đã bị người ta coi rõ ràng hết rồi, nên tôi ngồi đâu là cứ ngồi vậy, không cần suy nghĩ. Chỉ có cái là không suy nghĩ chứ không phải biết ngồi thiền ngồi gì hết. Tại vì cuộc đời đã như vậy thì suy nghĩ chi cho nó mệt. Thì lúc đó ngài Văn Cốc Thiền Sư ngài cười lên, ngài nói: ban đầu ngồi thiền xong thì ta cứ nghĩ ngươi là bậc thánh nha, nhưng khi nghe ngươi nói câu này thì ta mới nghĩ rõ ràng ngươi là kẻ phàm phu thật sự. Nhưng phàm phu tin nhân quả. Thì lúc đó ngài Liễu Phàm ngài hỏi thỉnh giáo. Thì Văn Cốc Thiền Sư ngài nói một câu rằng: cuộc đời con người làm sai chịu quả báo sai, không tu phước thì nghèo nàn, không bố thí pháp thì ngu si, không ăn chay phóng sanh thì bệnh hoạn, sức khỏe yếu ớt, tuổi thọ ngắn ngủi. Thì ngươi đã gieo cái nhân như vậy, chịu quả như vậy, còn bây giờ muốn thay đổi số mệnh thì chuyển lại. Nên chúng ta mới nói rằng là từ tâm mà làm, thay đổi số mệnh từ tâm mà làm, bắt tay vào việc từ tâm mà làm. Tâm của chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều thứ loạn xạ, nhiều thứ thủ đoạn, nhiều thứ hư hỏng, bây giờ nghe Phật pháp rồi thay đổi lại. Nên trong nhà Phật mới có câu nói rằng: lãng tử quay đầu quý hơn vàng. Dù con người có hư hỏng cỡ nào, làm sai cỡ nào, chỉ cần nghe được Phật pháp quay đầu là có cơ hội.
Mà con người đó khi quay đầu rồi kinh lắm. Giống như trong thời Đức Phật còn đại thế, công bộ não, ông cũng là bị tà đạo hướng dẫn sai lầm thôi, nên ông mới làm sai như vậy, giết quá nhiều người, đến lúc cuối cùng giết luôn Đức Phật, muốn giết Đức Phật. Vậy mà Đức Phật giáo hóa cho ông, ông quy y Phật. Ông là một con người tàn bạo dữ dằn vô cùng. Khi mà ông nghe giáo pháp Đức Phật, ông quay đầu một phát nghe. Khi ông đi khắc thực, cả đứa con nít lấy đá liền vô đầu ông, chảy máu ông cũng không đếm xỉa tới luôn. Sức quay đầu của ông như vậy đó, có nghĩa là ông là một con người nghe được Phật pháp một cái là quay đầu 180 độ, quyết định quay đầu luôn. Người ta có hành hạ ông, người ta ăn hiếp ông cỡ nào, ông cũng tiếc đối không bao giờ chống trả lại luôn. Thật sự quay đầu. Thì cuối cùng ông tu, ông cũng chứng quả là A-la-hán. Rồi thêm một vị bên nữ, đó là Liên Hoa Sắc, là một người đẹp vô cùng nhưng mà gặp nhiều sự khổ đau, gọi là hồng nhan bạc phận, khổ. Từ đời mẹ cũng khổ, có nhiều chồng. Rồi tới đời cô cũng đẹp, có nhiều chồng. Cuối cùng cô đều bị đàn ông sống và hắt hủi, đối xử tệ bạc, cô hận đàn ông. Cuối cùng cô đi làm gái lầu xanh. Làm gái lầu xanh thì cô đưa lên một tư tưởng rằng bất cứ một người đàn ông nào gặp cô nhất định phải động tâm. Không ai vượt qua được cái nhan sắc của cô. Những đức mà gặp là chết chắc. Thì ngoại đạo mới cho tiền cô, kêu cô là phải dụ đệ tử của Đức Phật để hạ uy thế của Đức Phật. Mà gặp ngay Tôn giả Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, bậc chứng quả A-la-hán, chứng tứ quả rồi. Thì đối với cái chuyện dục vọng, người ta không bị câu thúc, nhìn thấu rõ ràng hết. Chưa gặp cô thì Tôn giả Mục Kiền Liên đã biết rằng ngày hôm nay sẽ gặp người con gái đó. Người con gái đó làm sao? Và người chứng tứ quả thì nhìn vào bản thân mỗi một con người, từng tế bào người ta đều nhìn rõ ràng hết. Mỗi một vị trí dơ giấy sao chúng ta, họ nhìn rõ, thấy rõ. Chứ ai mà khởi dục nói không? Chúng ta khởi dục là do chúng ta không nhìn được cái bên trong, mà chúng ta chỉ nhìn cái vẻ đẹp bên ngoài. Nó bao phủ một lớp da đẹp, nhưng bên trong toàn là máu mủ hôi tanh, đúng không? Dơ giấy, bao nhiêu loài vi trùng nó nằm đầy trong người chúng ta, từ não bộ cho tới từng lỗ chân lông. Bây giờ bậc A-la-hán người ta nhìn rõ chứ khởi dục cái gì bây giờ? Thì lúc đó bà Liên Hoa Sắc đến để dùng lời đường mật để dụ dỗ Tôn giả Mục Kiền Liên. Tôn giả Mục Kiền Liên giảng một bài pháp cho bà nghe. Khi bà nghe rồi, bà hỏi rằng người làm sai như bà có quay đầu được hay không? Thì lúc đó Tôn giả Mục Kiền Liên nói được, bà cứ theo tôi dẫn về để quy y cùng Đức Phật. Đức Phật giảng pháp cho bà nghe, quy y cùng Đức Phật, quay đầu 180 độ tu hành luôn. Bà tu hành chứng quả A-la-hán và đạt được thần thông đệ nhất. Bên ni thì bà Liên Hoa Sắc là đạt thần thông đệ nhất. Bên tăng là Tôn giả Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Quý vị coi, rõ ràng những người sai lầm vô cùng nghe Phật pháp, quay đầu đều có kết quả cực kỳ tốt đẹp. Nhưng phải quay đầu chân thật 100%. Thay đổi số mệnh cuộc đời, từ tâm mà làm. Bắt tay vô từ tâm mà làm. Vậy thì được hay không? Vài năm nhất định được, chân thật làm được. Bây giờ điển hình những đức là con người thật sự gặp Phật, chưa phải gọi là quá quay đầu như những vị đó luôn. Quay đầu chưa đạt tiêu chuẩn đến cái mức như vậy. Nếu đạt đến cái mức như vậy thì những đức chứng quả là án. Nghe không? Nghĩa là quay đầu chưa đạt đến cái mức như vậy. Như vậy mà pháp thế gian những đức có lợi ích rồi đó. Đó, rõ ràng chưa? Đây là quý vị nhìn xác thực 100% nè. Nên rõ ràng trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói rằng là giáo pháp của Đức Phật là một báu vật vô giá. Mà con người tiếp nhận được giáo pháp Đức Phật mà trở thành kẻ cung tử khổ đau thì đây là tại quý vị. Tại quý vị. Người mà tiếp nhận giáo pháp Đức Phật đừng có nói là cá nhân mình. Quý vị còn có thể lo cho bao nhiêu con người trong cuộc đời này được luôn nữa. Làm bao nhiêu việc trong cuộc đời này được luôn, chứ đừng nói chi mà chỉ có bản thân mình. Nhưng mà do chúng ta
nắm được giáo pháp Đức Phật mà không biết cách sử dụng, nên cuối cùng mình thất bại. Thất bại, thấy không? Đó là rõ ràng xác thực 100% những đức này. Đây không phải nói mình hay ho gì, không phải nói mình quay đầu giỏi gì, nhưng mà thật sự là có tâm quay đầu là có kết quả trong cuộc đời liền, thấy không? Đó, làm bao nhiêu chương trình do tâm quyết mà thành công. Trời ơi, lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm lần này mà chiến lễ nào nó cũng đứng gió, quý vị coi ngộ ghê. Đây gọi là nghiệp lực chúng sanh nè, nguyên một cái mùa dịch nè, quán khí nặng nề. Khi mà tổ chức một chương trình thiện tâm thì bắt đầu kéo đến, ào ạt đến để mà gọi là ngăn chặn chương trình. Lễ không đơn giản đâu. Hồi tối những đức lễ mà đến mức mà một cái áo thun bên trong, một bộ đồ bên ngoài, một cái hậu, một cái y ước từ đầu cho tới chân luôn, quý vị nghĩ một con người sức mồ hôi như vậy nó mệt cỡ nào chưa? Mà tại sao làm được? Tâm quyết. Chỉ có đúng tâm quyết làm được, thấy không? Nghĩa là đứng gió hoàn toàn, thở không nổi, mà con người ta nó bao xung quanh mình lẹ chân hơi người tiên nữa, mà bắt quạt lên thì nó làm cho cái y mình nó bay phù, nó bay 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 rồi nó đạp y hoài lại không được. Để như vậy thì nó đứng hơi thêm dùng sức phải niệm, thở nó chưa đủ cái nhịp thở thì bà tiếp tục cái câu, phải không? Và phải lại làm sao để lôi kéo được người ta lễ. Trong cái lúc lễ dùng đa dạng phương tiện để mà làm sao cho người ta vui để người ta lễ được, thấy không? Mà phải lúc đó cái tâm hoàn toàn hoan hỷ vui vô cùng thì mới lễ được 500 lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Nhưng Đức nói quý vị biết không đơn giản chút nào. Nên chúng ta qua được hai trận thử thách này, đúng không? Nó làm việc này cũng là làm việc quan trọng đó, thấy không? Rồi hàng Phật tử hồi tối về đây họ nằm không đủ mền chiếu gối, nằm tràn lan đại hải, cuối cùng chảy mũ ra ngoài Đài Quan Âm nằm luôn. Chùa mình rộng như vậy đó mà không đủ chỗ ngủ đó, trên điện trên trên điện dưới nằm kín đó luôn, rồi nhà cửa chặt nứt á, quý vị coi, thấy không? Nhưng quý vị đi về đây một chuyến đi này nó xứng đáng vô cùng đối với cái cuộc đời của mình. Cái xứng đáng vô cùng đó là gì? Chúng ta cùng kết duyên với người tu. Chỉ cần ngồi trong đây thì kết duyên với tất cả người tu rồi. Kết duyên với tất cả người tu rồi. Mà kết duyên với tất cả người tu thì nhân duyên của mình là được nhiều người tu hỗ trợ là chắc chắn. Nên cái duyên mà mình kết duyên với người tu thù thắng lắm. Mình ở ngoài đời mình thấy rõ ràng, nếu như mình đi đến một cái quán nhậu mình la lối thì nó kết duyên với tất cả những người nhậu. Bây giờ mình đổi, mình đi vào trong chùa mình kết duyên với tất cả người tu, phải không? Đó, nên đi về chùa cái quan trọng vô cùng đó là gì? Nghe được Phật Pháp để có một phương pháp thay đổi cuộc đời. Nhiều cách để tu phước duyên lắm quý vị. Những đức gặp Phật Pháp, những đức thấy nhiều cách để tu phước duyên vô cùng. Bây giờ điển hình, đặt máy nghe Pháp. Lúc nào nhà mình cũng có máy nghe Pháp. Để gì? Biết đâu gặp người bất tử hay sao? Gặp người bất tử nghèo khổ vô cùng, bệnh đau vô cùng, tặng chiếc máy nghe Pháp. Có rất nhiều người một chiếc máy nghe Pháp thôi mà đổi cuộc đời người ta đã, quý vị. Tại nó hơn 1000 buổi, người ta nghe thay đổi luôn, bao nhiêu tư tưởng nằm bên trong đầy đủ hết trong chiếc máy nghe Pháp. Hồi tối nó mới về máy V52. Thường là người ta đặt chiếc máy V52 là ta đặt nhiều lắm. Vì cái quan niệm này, những đức cũng như vậy, thì những đức cũng nghĩ quý vị như vậy. Bây giờ cầm chiếc máy bình thường thay cái thẻ được. Vì mua chiếc máy bị tặng cho người ta, con người ta có thể người ta không hiểu nhân quả, người ta nhận chiếc máy. Nhưng người ta nhận chiếc máy xong người ta về, người ta lấy cái thẻ ra, người ta chép nhạc rap, người ta nghe được không? Nên những đức đã từng có những buổi giảng, những đức nói vậy nè: bây giờ quý vị nhận chiếc máy nghe Pháp, quý vị có nghe không? Cái tâm người ta chân thật, người ta tặng cho quý vị, người ta có phước duyên. Còn quý vị dối tay, quý vị nhận, quý vị có nghe không?
Không nghe thì đừng nhận, mà nghe nhận. Còn không nghe mà đi nhận là giữa cái tình cảm con người này đến với con người này nó đi ngược rồi đó quý vị. Một bên là người ta hướng thiện, quý vị là hướng ác, không đúng. Cái lương tâm nó không đúng, hiểu không? Nên nhận là phải chân thật nghe khi người ta tặng mình. Vậy mà có nhiều người, thí dụ như quý vị tặng cho họ một chiếc máy nghe pháp mà thẻ để ngoài, là người ta lấy cái thẻ ra người ta chép tùm lum tùm la chứ. Nên nhiều Phật tử người ta muốn đặt máy nghe pháp tặng, về cái việc chiếc máy mà để thẻ ngoài người ta không có đặt bao nhiêu chứ. Đây là cái mà những đức đã nhìn ra rõ ràng luôn. Nên những đức điện qua bên công ty, những đức kêu người ta làm chiếc máy nghe pháp là phải bích thẻ. Khi làm cái máy mà bích thẻ thì nhiều người lợi ích vô cùng, thì người ta phải cầm nghe hoài, nghe tới nghe lui. Bây giờ hơn 1000 buổi bị nghe 10 buổi thôi, giờ cũng quên chứ đừng nói chi hàng hơn 1000 buổi. Nó nghe tới nghe lui, nghe hoài, nghe cả đời, nghe cũng không hết nữa. Nên từ nơi đó làm cái máy mà bích thẻ thì đặc biệt vô cùng, nên nhiều người đặt. Thí dụ như ngày lễ gì đi, nếu mà máy V52 khoảng 10.000 cái thì người ta dám đặt hết. Vậy mà máy để thẻ ngoài 1.000 cái, người ta đặt chừng 700 cái. Thì nghĩ đi, rõ ràng chưa? Suốt nhiều năm nay những đức không in sách, quý vị biết lý do gì không? Vì bị không đọc. Xã hội bây giờ ít đọc sách, ít đọc kinh. Thì quý vị biết pháp vận Đức Thế Tôn, tại sao gọi là mạt pháp? Vì kinh giáo không đọc thì mạt pháp chứ sao? Sách vở chư tổ sư không đọc thì mạt pháp chứ sao? Nên Đức Phật mới nói rằng là thờ mạt pháp niệm Phật thành tựu. Vì kinh giáo không đọc, mà đọc cũng không hiểu. Dù có đọc giảng cũng không giảng được kinh giáo của Phật. Vì có ai tu hành chân chính đâu mà giảng kinh, làm sao giảng ra được cái lời Đức Phật? Mà có giảng đi chăng nữa cũng là giảng cao siêu, trên trời dưới biển ai nghe? Dù có nghe cũng không hiểu gì, dù có nghe cũng không làm được gì. Nên từ nơi đó mà kinh giáo càng ngày ít người đọc, sách vở ít người đọc. In một quyển sách rất là đẹp, nhưng quý vị tặng cho người ta, đem về người ta để vào trong tủ, cứ để đó duyên không biết chừng nào đọc. Nên những đức thấy ra chiếc máy nghe pháp tiện vô cùng trong cái thời cuộc mà cơm ăn áo bận. Người ta đeo chiếc máy nghe pháp bên cạnh, chiếc máy niệm Phật bên cạnh, người ta làm cái gì người ta cũng nghe được câu nào dính câu nấy, được câu nào lỡ câu nấy. Nên chiếc máy nghe pháp, máy niệm Phật thời cuộc này đang thuận hành. Thời cuộc này đang thuận hành, quý vị nhớ nè, pháp thì có thịnh có suy, nhưng không biết chừng nào thịnh, nhưng bây giờ đang suy. Thì phải dùng cái cách của khoa học hiện đại để đem vào pháp hoàn truyền thì phù hợp. Còn nếu như quý vị chỉ cắm đầu mà làm mục tiêu nó không có kết quả thì thất bại, hiểu không? Nên quý vị biết máy niệm Phật, máy nghe pháp bao nhiêu năm nay, những đức ra biết bao nhiêu mà nói. Những đức nói thiệt chứ những đức cũng có thể có khả năng đặt máy niệm Phật, máy nghe pháp tặng quý vị chứ không phải đặt giùm đâu. Những đức vẫn biết điều này. Những đức mà tặng tiền người ta cúng dường còn hơn bao nhiêu lần những đức tặng quý vị nữa. Việc này làm những đức biết, nhưng quý vị chỉ được có một cái máy niệm Phật thôi, chỉ có được một chiếc máy nghe pháp thôi. Rồi quý vị nhận được một cái, quý vị phải đem tiền cúng dường cho những đức hết trơn thôi. Còn cái này những đức có tặng và đặt giùm, nên có nhiều người người ta quải kinh người ta đem đi, người ta đặt lần 100, 200 người ta đem đi. Nên chính họ cầm tiền đặt máy, chính họ đem đi cho. Từ nơi đó mà cảm giác được cái cảm giác tặng người và đem pháp thí chia sẻ cho người. Nhiều người chúng ta làm việc này thật sự mới thịnh vượng. Chứ tôi đâu phải là tôi không biết lời Phật lời tổ nói pháp phải thí. Cái thời cuộc nó thay đổi, như thời của Ấn Tổ thì có nhiều người Ấn Tổ thì gửi sách nhưng người ta cũng gửi tiền đó. Nhưng có những người nghèo quá Ấn Tổ cũng tặng thì coi, phải đọc sách Ấn Tổ đúng không? Tôi vẫn biết cái chuyện tôi tặng là người ta sẽ cúng dường tôi dữ lắm đó, chứ không phải chuyện giỡn đâu.
Nhưng mà tôi không làm điều đó vì chia ra rất ít, lâu lâu mới làm một lần. Còn bây giờ quý vị coi, ba công ty lớn làm cho những đức mà còn không kịp kìa. Cái lượng máy đặt dùm ba công ty nước ngoài lớn làm không kịp kìa. Quý vị thấy chuyện ghê chưa? Còn nếu như những đức mà tặng quý vị lâu lâu đặt lần thôi, nhưng mà tiền hoàn toàn người ta đưa cho mình, nhưng cái tiếng là gì? Mình tặng. Còn tôi bị mang tiếng gì? Bạn máy. Tôi sẽ âm đức vì tôi mang tiếng bán máy. Còn nếu không thì tôi lấy tiền người ta để tặng cho, nhưng tôi lại được cái danh thơm gì? Là cho không à, nhưng thật sự là tiền của người ta. Hiểu không? Cái nguyên lý này tôi làm tôi tính kỹ lắm á, cho gì biết á. Rồi đâu phải tôi không biết đó, nên từ nơi đó. Còn riêng tượng Phật tôi không bao giờ đặt giùm. Riêng tượng Phật hoàn toàn tôi tặng, vì tượng Phật tặng. Tặng cho quý vị đem về thờ. Thấy không? 8 năm nay quý vị biết những đức đặt tượng Phật nhiều cỡ nào chưa? Nếu những đức nói một câu này nha, nếu mà quý vị mà xem xét nha, trong tất cả quý thầy những đức nói, bảo đảm những đức là người đặt tượng Phật nhiều nhất. Là người đặt niệm Phật nhiều nhất. Tượng Phật, máy niệm Phật cũng ra tương đối nhiều nhất. Nên từ nơi đó, việc gì làm rõ ràng nhận thức. Có người ta in một số lượng kinh rất là nhiều, mấy chục thùng kinh Vô Lượng Thọ của chùa mình mà đẹp lắm, ta đem đến. Để nữa mấy thầy mấy chú đem ra quý vị ai thỉnh đem về, lúc nào rảnh ngồi đọc được vài trang cũng được. Giờ người ta đem đến 5-70 thùng mà kinh in đẹp vô cùng, biết bao nhiêu tiền mà nói, thấy không? Còn nhiều người in sách thì nói là gửi đến đây cho những đức cho, những đức nói thôi gửi đến nơi khác đi, cái gì chiên luôn phức cho rồi, thành chiên nhất luôn. Nên từ nơi đó quý vị biết những điều những đức chia sẻ cho quý vị nghe, để mình biết cách tu phước tu duyên. Đi đến đây chúng ta đặt vài chiếc máy nghe pháp cầm về cho gia đình dòng họ mình. Sẵn dịp con đi về chùa, con nghe những bài giảng thầy này giảng rất gần gũi đơn giản, thôi con tặng cho ông bà cha mẹ bên nội bên ngoại, anh chị em cô chú dì mợ người cái máy nghe pháp để kết duyên, rảnh nghe thử đi. Sẵn chuyến đi chùa về một món quà. Đây là nói có tiền, con không có tiền thôi à. Không có tiền thì tặng cho một cái. Nên từ nơi đó quý vị biết rằng là mình làm như vậy thì cái việc làm của mình đem Phật pháp giới thiệu, đây cũng là một cách tu phước tu duyên cực kỳ lớn. Quý vị biết rằng tất cả các công đức phước duyên, không có công đức phước duyên nào lớn bằng đem Phật pháp giới thiệu. Thay đổi số mệnh nhanh nhất. Và xã hội bây giờ mạng truyền thông đang phát triển, tại sao chúng ta không dựa vào cái mạng truyền thông này để đem Phật pháp giới thiệu? Quý vị coi, quý vị xây một ngôi chùa là gì dễ không? Không. Nhưng xây ngôi chùa như vậy rồi hoằng đạo dễ không? Không. Quý vị xây nhiều ngôi chùa, có mấy ngôi chùa hoằng đạo? Xem đi, nếu như chùa nào cũng hoằng đạo ngon lành, quý vị sao đi đến đây đông dữ à? Địa phương mình thì sao không ở đó mà đi đến đây xa như vậy? Mỗi địa phương đều có hết thì cái lượng người này làm sao mà đông dữ vậy? Nhưng chùa thì nhiều, nhưng chùa để chỉ người ta tu thì không có, đúng không? Có những ngôi chùa bước vào thì nhìn lộng lẫy đẹp vô cùng, nhưng mà toàn là dẫn người ta đi đâu? Đi coi, đi gặp Phật thì bỏ vào thùng tam bảo vài ngàn. Phật ơi, Phật gia hộ cho chồng con bỏ nhậu, con học giỏi, nay mua vé số chúng. Bỏ có mấy ngàn xin Phật tùm lum, kêu Phật phải làm nhiều việc cho mình. Không lẽ Đức Phật ngu hơn chúng ta? Cỡ những đức còn khôn nữa chứ đừng nói chi Đức Phật. Bắt những đức làm việc tùm lum tùm la mà nó không có ra cái gì đố mà những đức làm, đúng không?
nghĩ còn khỏe chi Đức Phật, thấy không? Nên nhiều người đi học Phật toàn là học mê tín không à, học toàn là không phải học Phật. Nhất là những người đi vòng vòng, đi thập tự rồi là bảo đảm biết 100 năm bây giờ cũng không có cảm giác được Phật pháp. Thì có nghe đâu biết. Vì đến một cái ngôi chùa mà nếu như mà không nghe pháp, cái lượng người ngồi gì hả? Ngồi gì hả? Nó quậy cho quý vị thấy, nó la cho quý vị thấy. Bởi vì con người hơn con người, không phải nói già hay trẻ. Quý vị coi con nít vô chùa mình, những đức dạy kìa, quý vị coi nó ngồi nó lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, quý vị coi á, con nít nào mà như vậy không? Rõ ràng là do được dạy hay không thôi. Còn một con người mà giờ lớn vô cùng mà chưa từng được nghe, chưa từng được dạy, không bằng một đứa con nít. Bây giờ quý vị coi một đứa con nít nhỏ thiệt nhỏ vô chùa, vậy mà gặp quý thầy chắp tay A Di Đà Phật. Một người lớn vô cùng, quý thầy đang đi gì, xẹt ngang mặt đi, ẹo trước mặt thầy. Quý vị coi một đứa con nít được dạy hơn một người lớn tuổi không được dạy. Đừng bao giờ nhìn vào tuổi tác để mà nhận thức nghe quý vị. Đừng bao giờ nhìn vào cái chuyện tu lâu tu mau mà nhận thức nghe. Tu 100 năm mà không nghiêm túc không bằng 1 năm tu mà nghiêm túc nữa đó. Chứ vị biết đó. Nên thời Đức Phật còn tại thế, đệ tử Đức Phật có một vị mà biện luận đặc biệt lắm. Gặp mà ngoại đạo, mà một vị mà trưởng lão ngoại đạo đến nói ta là bậc trưởng lão mà cái này cái kia được, tại sao gặp ta không mời ta ngồi nãy nọ được. Thì người đệ tử của Đức Phật mà mắng cho một trận. Ông nghĩ ông già là ông hơn mọi người. Cái già của ông là già thân, nhưng tâm đạo thì không già dặn. Mắng cho một phát. Nhưng Đức coi qua lịch sử rõ ràng. Nên từ nơi đó quý vị phải biết rằng một con người hơn con người là nghe được giáo dục hay không, hiểu không? Biết cách sống hay không. Còn nếu như bây giờ thiệt là già nhưng chỉ vì mình thì còn thua một đứa con nít mà nó vì người khác. Quý vị công nhận không? Nên Phật pháp nó phải có sự đột phá một chút. Nó cái gì nó cũng sợ. Bây giờ nó chỉ có cái mạng này thôi, sợ gì? Chỉ đúng có cái mạng này thôi. Mà cái mạng này sớm muộn gì cũng chết. Dùng cái mạng này 1 năm ngon lành còn hơn 100 năm mà sống như ngày tháng mà gọi là làm thân đi thịt chạy, chết gục theo cỏ cây. Tôi mạnh dạn nói một câu, tôi chưa từng sợ bị mắc bất cứ một cái gì. Vì tôi không có cái gì để mắc cả. Phải nhớ đó. Nên từ nơi đó nói chuyện nó mới mạnh dạn, quý vị mới nghe được. Nghe nó mới có sự đột phá. Phật pháp nó rất chân thật, nó phải có sự đột phá vào tâm trạng của người ta. Nhưng mà nếu nói mà nó lo được, lo mắt, lo trước, lo sau, không có nói được đâu quý vị à. Quý vị biết rằng dù một con người tu nhiều chục năm mà bước lên giảng pháp một chút thôi mà giảng cũng không vô được phù hợp cho căn cơ chúng sanh. Tại vì sao? Vì họ đâu có nhìn chúng sanh đâu mà họ giảng vô căn cơ người ta. Quý vị phải gần gũi hoàn toàn và tu chung và biết con người ta, quý vị mới giảng vô con người ta. Còn nếu không, quý vị tu 100 năm quý vị nói cũng nói ở đâu không à. Nói nó không vô đâu vào đâu được cả. Hiểu không? Cái tu hành là để cho con người ta cảm thấy thoải mái để mà tu. Chứ đâu phải tu hành là để khổ. Khổ ai tu? Quý vị nói Phật pháp là an lạc, Phật pháp là vui vẻ. Quý vị đi tu mà quý vị không có một nụ cười, vậy tu gì? Đi tu đó để đi uống bia còn ngon. Ngày xưa người ta uống bia nó cười quá trời luôn. Tối ngày đi nhậu là tôi khoái nhậu là do cười nhiều, hiểu không? Nhưng mà mình sau này mình nhận thức ra con đường đó càng đi thì càng sai. Cười trước mắt nhưng khổ về sau vô cùng. Nhưng con đường này đi càng đi thì càng đặc biệt. Nụ cười này là nụ cười trong pháp vị, nụ cười lành mạnh, hiểu không? Nên đi con đường Phật pháp là tuyệt vời đó. Nên quý vị nghe Phật pháp được, quý vị phải biết rằng Phật pháp là một nền giáo dục trí thiện. Phật pháp giúp cho chúng ta có thể thay đổi cuộc đời 100% luôn. Bất cứ một công ty xí nghiệp, một ông chủ nào cũng vậy chứ, chỉ cần tiếp nhận Phật pháp thì nhất định thịnh vượng lâu dài 100%. Một người có chức phận xã hội biết Phật pháp thì cuộc đời của ông 5-6 năm cương vị, ông sẽ làm điều ý nghĩa trong cuộc đời. Còn nếu như ông không nghe được giáo dục, không nhận thức được tư tưởng người xưa
thì 5-6 năm của ông là đi gom góp. Chưa được 5-6 năm nữa thì coi chừng ông bị hạ bệ rồi, vì ăn quá nhiều nên bị sặc cơm. Hiểu không? Con người sống trong cuộc đời này á, chúng ta thí dụ thế gian này như là một cái bánh này đó. Quý vị có thể nuốt nổi một cái bánh này không? Nuốt không hết. Đã nuốt không hết mà còn để dành, vậy thì làm sao có cái bánh khác để ăn? Con người học đạo là hiểu biết, cắt cái bánh này ra, mình phải chính tay cắt, chia cho người, mình để phần nào cho mình thì ai cũng có phần bánh ăn. Khi ai cũng được phần bánh ăn thì ta sẽ có cái bánh mới để ăn. Còn bây giờ tham quá, ôm nguyên cái bánh, bẻ có miếng ăn, còn miếng để lại nó thiêu, thì làm gì quý vị có cái bánh ăn. Nên cuộc đời này như một cái bánh vậy đó, hãy biết cắt ra mà chia cho nhau ăn. Vì thì chúng ta ai cũng có ăn, thì hỗ trợ nhau mà sống. Bây giờ chùa chúng ta nè, bây giờ quý vị coi cái số lượng người 1200 người này nè. Bây giờ tôi có gầy họ cỡ nào đi chăng nữa, họ cũng muốn tôi khỏe chứ. Tại vì sao? Vì tôi mà chết rồi thì cái như là chết cả đám. À, từ nơi đó tôi có la cỡ nào đi chăng nữa cũng phải cười với tôi à. Còn hại tôi thì chết cả đám hết, quý vị dám làm việc này không? À, nên từ nơi đó, tại vì con người ta đứng ra người ta làm nhiều việc quá, người ta lo cho chúng quá chu đáo, hiểu không? Đó, đó là cái điều mà quý vị phải biết cách để mà cho người ta sống. Thí dụ như chương trình này xong, các anh em những đức cho đi tắm biển chơi một chút, còn tôi ở nhà đó. Rồi tôi phải tính làm sao, trong khi tôi lu bu gì mà tôi tính làm sao lễ xong cho mấy chú đi chơi là đi tắm biển một chút, chứ đi chơi gì đâu. Trời ơi, lâu lâu con người ta ghẻ chóc cho người ta đi tắm đi. Nhờ nước biển rửa sạch chằn cấu đi, hiểu không? Ok, lâu lâu nó cũng phải có nhân sinh gì chút, đúng không? Nà, thì nhờ cô Phật tử coi cái bãi nào đó mà vắng vắng một chút. Chứ đừng có mấy con nhái, con cóc nó tùm lum tùm la, mấy ông mình cũng mệt ghê. À, nên nè, không, chùa mình thì thật sự không phải là trên núi, nên cái chuyện mà gọi là gặp mà nhái cóc thì chuyện này bình thường quá. Không, chùa mình tu là không phải là bịt mắt, bịt tai không phải đâu, mà được nhìn, được nghe. Mà không được làm gì chứ. Không? Nên từ nơi đó phải biết cách sống. Rồi mấy chú xong về phải cho mấy con nghỉ được ngày, bắt mấy ông này nấu cơm. Không? Thay lại thấy chưa, đổi lại liền. À, thứ hai xong chiều lại bắt đầu là gì? Sinh hoạt chúng, toàn chúng, cho người ta được vui vẻ một chút. Xong bắt đầu là ngày mai lại cho mấy ông đi buổi chiều đi biển. Xong buổi sau lại thứ tư cho mấy cô được nghỉ một ngày, mấy ông mới nấu đó ăn. Nên những đức nói rằng bây giờ toàn bộ mấy ông nấu ăn, còn mấy cô toàn bộ phải nghỉ và phải mua đồ ăn cho ngồi ăn giống như một ngày thoải mái, không cần suy nghĩ cái gì. Bắt đầu buổi sau lại ai cũng tỉnh veo xuống làm việc thì ai nói được ai. Đúng không quý vị? Còn những đức thì đi đâu? Những đức thì đi vòng vòng mấy đạo tràng bình thường nữa chứ đi đâu giờ. Những đức cũng tiếp tục công việc của những đức rồi chứ, những đức không có gì ngược đi quay lại nữa chứ. Không có được nghỉ mà cũng không được đi đâu cả. Cũng tiếp tục đi vòng vòng mấy đạo tràng tiếp tục nữa, ngày nào cũng là như ngày đó. Ngày nào mình cũng như vậy hết. Mà đó cũng là niềm vui của những đức rồi. Rồi tiếp tục giảng pháp 2 buổi vậy thôi, không bỏ ngày nào. Quý vị biết rằng là chương trình lễ viếng gì 3 ngày thì những đức đã bỏ nguyên một ngày giảng 8 buổi thuyết pháp đó quý vị. Giảng xong nhức hai mắt luôn đó. Ngồi ngay đèn sáng quá. Nên quý vị biết rằng những ngày lễ mà 2 buổi kia vẫn nằm trên mạng, tới giờ là bỏ lên mạng cho người ta nghe, đâu có bỏ đâu. Nếu như những đức không tính gì thì làm sao những đức làm kịp đây, hiểu không? Nên đến với cái cuộc đời này, cái sức khỏe đang có tại sao không làm việc gì đó ý nghĩa một chút trong cuộc đời mình. Nên nhiều cách tu phước tu duyên, dùng chiếc mạng để mà phát triển Phật pháp, cái mạng truyền thông để phát triển Phật pháp. Nhiều người giỏi gì trên mạng lập ra một cái mạng để mà phát triển cho người ta tu,
Chúng ta ai cũng có duyên, ban đầu là ít người, từ 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 rủ đông người vô tu cái trang của mình. Xây một ngôi chùa khó lắm, lập một cái mạng truyền thông, làm một ngôi chùa trên mạng, không ai giật hết. Xây chùa người ta giật, chùa nghèo, chùa chưa ai đến thì không ai ngó đâu. Chùa nhiều người đến sẽ có người nhìn, sẽ có người tranh cạnh. Chùa trên mạng không ai giật hết chân á. Nên gọi là đạo tràng trên không trung, không ai giành giật cả. Bây giờ những đức đang phát động chương trình đạo tràng trên không trung là đặc biệt nhất. Còn cái chuyện hiện tại mình có chùa chiền thì cái sự mà rủ nhiều người về nó rất là hay rồi. Chỉ người ta phát động ra, phát động rộng ra, phương pháp tu rộng ra, vậy đó thì phát triển được Phật pháp. Nhưng phải dùng cái mạng truyền thông để phát triển Phật pháp trong cái thời cuộc hiện đại hóa này. Phải biết nha quý vị, phải biết dùng cái thời đại này để truyền Phật pháp. Thí dụ như ngày xưa ngồi thuyết pháp được vài người nghe, bây giờ ngồi thuyết pháp đông người nghe gì mà trực tiếp bao nhiêu con người đang nghe. Hôm qua lễ Bồ Tát Quán Thế Âm 7-8 ngàn người, người ta vô người ta lễ. Hôm kia cũng vậy, một buổi chia sẻ như vậy ngồi đông gì 3-4 ngàn người ta đang vô coi. Nó dùng cái mạng truyền thông phát triển lợi ích. Đó gọi là cách tu phước tu duyên đặc biệt. Chiếc điện thoại tu phước tu duyên. Bây giờ một ngày 5-10 người, 20 người gọi điện thoại cho chúng ta. Vừa gọi điện thoại cho chúng ta, điện thoại chúng ta niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thì cái người kia gọi cho mình, vừa gọi cái là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật bên kia nghe. Thì nó gọi bao nhiêu lần thì câu Phật hiệu này nó lọt vào nhĩ căn cho họ. Chỉ cần nghe câu Phật hiệu một lần thì trồng bồ đề muôn thở, đắc độ về sau. Đúng không? Chiếc điện thoại tu phước tu duyên. Chỉ có chiếc điện thoại thôi, quanh năm suốt tháng tu phước tu duyên. Tại sao không làm? Ngoài đó ta cài đó, cài miễn phí. Ngồi cài miễn phí, thấy không? Cần điệu niệm Phật nào, cài điệu niệm Phật này. Đó, phía trước đó, tu phước tu duyên. Cái chuyện điện thoại là bỏ qua bên, vậy mà tu phước tu duyên. Rồi nhờ cài luôn tin nhắn báo cho biết điện thoại. Cũng là gì, người ta gọi đến trong điện thoại phát âm bên kia, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Bên đây ở bên ngoài, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mình vừa nghe cái tâm trạng thoải mái liền. Bên ngoài bên trong đều đem tịnh độ giới thiệu, chỉ một chiếc điện thoại. Quý vị suy nghĩ cho thật kỹ để tu phước tu duyên. Cuộc đời của người có thể đa thay đổi số mệnh là nhờ tâm thiện nhiều tư tưởng, thiện tâm nghĩ được nhiều cái để mà giúp chúng sanh đa dạng tư tưởng. Nên cuộc đời những đức đi tu thay đổi số mệnh cực kỳ nhanh, rõ ràng luôn. Đó, nên chia sẻ Phật pháp 1 tiếng mấy đồng hồ rồi đó quý vị. Thôi tới đây thôi nghỉ nghe. Hai vị đạo Phật chắp tay hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, sanh về tịnh độ. Chúng ta vừa niệm Phật nghe pháp xong, giờ này cũng đi thực vào phóng sanh. Toàn thể đại chúng tu hành lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, rồi chúng ta nguyện đem công đức này nguyện hồi hướng cầu an trên là đại lão và thượng viện chủ, và hồi hướng cầu an cho toàn thể đại chúng và gia quyến quý vị thân tâm thường an lạc. Nhờ cái phước duyên này mà nghiệp chướng tiêu trừ nên bồ đề tâm kiên cố niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Mỗi ngày chúng ta đều cúng thí thực. Trong những ngày lễ này, một ngày cúng thí thực 2 lần. Người về đông như vậy, quý vị khi tu xong mà ngồi xuống chúng ta cúng thí thực gì, thì tất cả những người mang nghiệp phá thai hay người thân của mình, từ ông bà cha mẹ mắt chưa siêu thoát, về cũng hưởng tài thọ thực. Gia đình của mình dù làm cái đám giỗ nhưng không thể nào được như vậy. Dù là đồ ăn nhiều nhưng cúng không được kết quả như vậy. Còn ở đây là do vì nhiều người đang tu quá, khi cúng là nó có cái kết quả. Mà cái kết quả mà cúng thí thực là niệm Phật là kết quả nhất. Ngày xưa có một vị này nhà ngoại cảm tên Nguyễn Văn Nhã. Ông có nói một câu rằng sau này khi ông biết niệm Phật, trước khi muốn đi tìm mộ cho người ta thì ông ăn chay trước 1 tuần.
Và khi ông đi tìm mộ ngày xưa thì ông chưa hiểu, thì ông làm thịt một con gà cúng thì người ta cũng mừng lắm. Nhưng mà sau này ông niệm Phật, ông ăn chay, thì khi mà ông niệm Phật đó thì hương linh người ta mừng lắm, người ta vui vô cùng. Vậy thì chúng ta cúng thí thực ở đây nghe. Mà nhiều người mà tu xong nghe Pháp cởi mở tâm tư mà vui xong mà niệm Phật mà cúng cho người ta đó, thôi thù thắng lắm, chắc chắn thù thắng lắm. Có nhiều hương linh mà buông xuống cái tâm hận thù nghe, mà nương vào bổn nguyện cái là Phật rước liền. Con người sống này khó giảng sanh hơn chư hương linh. Tại chư hương linh nó không còn bị mang cái thân tứ đại bị vướng, mà họ chỉ là có linh thức. Mà linh thức nó cảm thông với bổn nguyện dễ lắm. Nếu chịu tiếp nhận là cảm thông với bổn nguyện rất dễ. Thí dụ như bây giờ nguyên một cái đại chúng này người ta tu gì đi, thì hương linh nó có một cái oai lực để mà sáng suốt, để nương vào bổn nguyện. Còn nếu như hương linh mà ở cá nhân ngoài đường đồ này kia thì nó không có đủ bản lãnh để nghe được đâu. Tại vì lúc đó là ba hồn chín vía nó không quy tụ được. Nhưng mà nhờ cái oai lực của con người tu này giúp cho chư hương linh á, nó ba hồn chín vía nó quy tụ được, nó làm cho con người nó có cái lực để nhận thức được lời dạy mà để tiếp nhận Phật Pháp. Nên chư hương linh mà ở đây nè, là tự nhiên nghe Phật Pháp rồi bắt đầu là mình nương vào bổn nguyện niệm Phật. Lúc cúng như vậy mà nương vào bổn nguyện người ta niệm Phật, lớn lên mình niệm theo, niệm theo Phật phóng quang tiếp dẫn cái vèo về cực lạc luôn. Nên từ nơi đó thì tự tại dữ lắm, giỡn đâu ha. Về cực lạc là vui lắm, muốn ăn có ăn, muốn bận có bận, thần thông tự tại, thân sắc vàng rồng, không già không bệnh không chết. Còn ở cõi này làm hương linh bây giờ cúng mấy cái đồ ăn này, trời đồ ăn này bèo nhèo quá không ăn thua gì. Ở đây là thấy ngon thôi, chứ mà thế giới cực lạc là đồ ăn bằng bảy báo ngon lắm. Giống như mà đồ ăn ăn giống như là vua mà 100 món đồ ăn á, đồ ăn ngon lắm nghe. Nên từ nơi đó mà tất cả người sống hay chư hương linh nên niệm Phật đi về cực lạc đi. Đó là cái quốc độ tự tại mà Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni ngày khuyên nên về cực lạc. Nên nó nghe như vậy rồi thì buông xuống cái tâm hận thù, nên niệm A Di Đà Phật cầu sanh cực lạc. Nguyện đem công đức này hồi hướng cho cửu quyền thất tổ, ông bà cha mẹ, anh chị em trong đời này hay nhiều đời nhiều kiếp, và hương linh thai nhi vì nghiệp phá thai, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, thập dị loại cô hồn, ngạ quỷ hà sa, hữu vị vô danh, hữu danh vô vị. Và hồi hướng công đức này cho tất cả những người chết trong trận dịch bệnh Covid khắp nơi trên toàn thế giới nhiều lắm. Nhưng cái công đức này vô hình chung, chỉ cần hồi hướng là người ta hưởng được. Chỉ cần mở cái tâm ra niệm Phật là tiếp nhận liền. Nên từ nơi đó mong quý vị hưởng được công đức để đương vào bổ nguyện niệm Phật để cầu sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam mô chứng minh sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Như đặng Phật tự chúng ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết Phật tự cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự Phật tự giai cộng thành Phật đạo. Như đặng ngũ tình chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết hồ tình cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự hữu tình giai cộng thành Phật đạo. Nhớ đắng cô hồn chung ngã kim tí như cung, từ thực biến thập phương nhất thiết cô hồn cộng, nguyện dị tự công đức vô cập nhất thiết, ngà đặng dự cô hồn giai cộng thành Phật đạo. Án một lục lăng ta bà ha, án một lục lăng ta bà ha, ta bà ha, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, án ngã ngã nắng tam bà và việc nhật ra hồng, tam bà và việc nhật ra hồng. Gia trì chú thực diệu giả đà, biến thiểu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma ha tát. Gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, gia trì chú thực diệu gia đa, biến thiệu thành đa giai bảo mạng. Nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát, nam mô xá sanh tam bồ tát ma tát.
Cô hồn ơi, hương linh ơi, chiến sĩ chẳng vong đồng bào tử nạn ơi, thập nhị loại cô hồn ơi, ngũ vị vô danh, nụ danh vô vị ơi, thai nhi vì nghiệp phá thai ơi, ở phương Tây thế giới an lành, con nay xin phát nguyện vãng sanh, cuối sinh đức từ bi tiếp độ, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. À, chúng ta làm lễ phóng sanh nha. À, nhờ cái công đức phóng sanh mà quý vị về đây chúng ta lễ được 1500 danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm. Tại vì cái công đức phóng sanh là cái công đức vô ý thí. Mà khi con người mà ăn chay phóng sanh, dù con ruồi, con muỗi, con kiến cũng không giết, thì tức khắc tâm nó an liền. Khi chúng ta ăn chay rồi tính tình cũng ít nóng tính, khi phóng sanh thì tâm trạng thoải mái vô cùng. Nên Phật nói rằng là chúng sanh thương nhất là thân mạng, chư Phật Bồ Tát thương nhất là chúng sanh. Khi chúng ta ăn chay niệm Phật phóng sanh là tròn cái tâm nguyện của chư Phật Bồ Tát. Nên tất cả các cháu nhỏ về đây các con nghe rồi, dù con ruồi, con muỗi, con kiến cũng không dám giết nữa. Nên con nít vô chùa mà nó ngoan lắm, tại vì nó ăn chay rồi phóng sanh nữa, rồi nó biết phát tâm từ bi nữa. Từ nơi đó mà chuyển cái nghiệp của các cháu sớm lắm, sau này các cháu thành đạt rất là lớn. Nên nguyện toàn thể đại chúng nghe được Phật Pháp nên phát tâm ăn chay trường và biết làm lễ phóng sanh. Và tất cả những con chim này được quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Khi được thả ra nên ở trong chùa nghe danh hiệu Phật, ở trong đây bình yên. Chứ bay ra bên ngoài cũng bị người ta bắt nữa. Nên từ nơi đó thôi ở trong chùa bình yên nhất. Ở đây niệm Phật khi bỏ thân này đều hướng về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nam Mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Quy Phật không đọa địa ngục, quy Pháp không đọa ngạ quỷ, quy Tăng không đọa bàn sanh. Chúng ta đồng niệm Phật vỗ tay thả chim nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.